Bài thuốc sống thọ miễn phí có sẵn từ tự nhiên, thực hiện để trẻ lâu và mạnh khỏe. Để cơ thể khỏe mạnh, trường thọ, bạn không cần thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của mình, chỉ cần những thay đổi nhỏ hàng ngày có thể mang lại lợi ích to lớn bất ngờ. Thay đổi nhỏ, lợi ích bất ngờ. Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội cho biết để cơ thể mạnh khỏe, bạn không cần thay đổi quá mạnh mẽ cuộc sống của mình, chỉ cần những thay đổi nhỏ hàng ngày có thể mang lại lợi ích to lớn bất ngờ. Uống nước, thuốc thải độc tốt nhất. Nước không chỉ là yếu tố duy trì sự sống mà đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Uống đủ nước giúp cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất và cải thiện chức năng toàn diện, nhất là khi tuổi tác gia tăng, các chức năng trong cơ thể đã dần suy giảm. Mỗi ngày hãy bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể vào 4 thời điểm tốt nhất là một cốc vào buổi sáng, một cốc sau khi ngủ trưa, một cốc sau bữa tối và một cốc trước khi đi ngủ để làm ẩm ruột và giải độc cơ thể hiệu quả. Đi bộ, thuốc tăng cường sức khỏe. Theo các chuyên gia, đi bộ chính là bài tập tốt nhất để nâng cao sức khỏe toàn diện và kéo dài tuổi thọ, bởi đây là cách vận động vừa dễ dàng, đơn giản lại mang đến nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Vận động đi bộ thường xuyên sẽ giúp cải thiện thể lực, ngăn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hỗ trợ người già cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tắm nắng, bổ sung canxi tự nhiên. Có tới 80% lượng vitamin D cần thiết được tổng hợp từ việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Với người trưởng thành, đặc biệt là người già, việc tắm nắng đúng cách sẽ giúp xương chắc khỏe hơn, giảm viêm nhiễm và ngăn chặn bệnh. Cần lưu ý thời điểm tắm nắng để không nguy hiểm cho da được khuyến nghị là trước 8 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Giấc ngủ, thực phẩm bổ sung sức khỏe, làm đẹp. Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết khi mất ngủ toàn bộ cơ thể đều bị suy giảm sinh lực, giảm năng lượng sinh học toàn thân, đặc biệt là năng lượng tinh thần. Nếu mất ngủ lâu dài, sẽ làm cho cơ thể kiệt quệ cả tinh, khí, thần. Ba dòng năng lượng chính của cơ thể là khí huyết và nội dịch đều biến động làm giảm khả năng hoạt động toàn thân, mệt mỏi, kém ăn, tinh thần uể oải, từ đó làm cho nhiều triệu chứng bệnh lý phát sinh, đặc biệt bệnh lý về tinh thần. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà còn giúp làm đẹp cho làn da. Phép dưỡng sinh Đông y cho rằng, ngủ như ăn uống, không ăn quá no và chủ trương không nên dậy muộn, không nên ngủ nhiều. Sinh lý học hiện đại cho rằng một chu trình ngủ tồn tại hai pha là ngủ có giấc mơ và ngủ không có giấc mơ, kéo dài khoảng 90 phút. Các chuyên gia nước ngoài khi nghiên cứu về giấc ngủ đã rút ra kết luận, bình quân thời gian ngủ của người trưởng thành trong một ngày là 7,5 giờ, tức là 5 chu kỳ ngủ. Kết quả nghiên cứu thống kê cho thấy ngủ ít và ngủ nhiều đều ảnh hưởng tới tuổi thọ. Những người ngủ trung bình 7-8 giờ một ngày thì tuổi thọ thường cao hơn. Chải đầu, phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Thạc sĩ Toàn cho hay chải tóc đều đặn mỗi ngày không chỉ là cách giúp làm đẹp, trông chúng ta gọn gàng hơn mà còn là phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Đông y cho rằng đầu là nơi hội tụ khí dương, thông với trăm mạch, chải đầu hàng sáng có thể làm cho dương khí bốc lên thăng phát khiến cho trăm mạch điều hòa, khí huyết không bị suy giảm. Cách chải đầu là: đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, hai gối hơi gập, đầu ngay, cổ thẳng, buông thõng hai tay, mắt mở, nhìn hướng về phía trước, thả lỏng toàn thân, tâm tĩnh, gạt bỏ mọi tạp niệm, thở đều tự nhiên, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Từ từ đưa hai tay lên trên, hai lòng bàn tay ấn nhẹ vào trán, miết xuống qua mũi, miệng đến hàm dưới rồi vòng ra sau gáy lên đến đỉnh đầu và ra trước trán. Làm như vậy 36 lần với cường độ trước nhẹ sau nặng. 10 ngón tay để cong tự nhiên, đặt ở chân tóc trước trán rồi từ từ chảy ngược lên đến đỉnh đầu rồi xuôi xuống gáy, tay tóm nhẹ da đầu. Sau đó lấy đường chạy dọc theo đỉnh đầu từ trán ra sau gáy làm trung tâm. Hai bàn tay miết dần ra hai bên, kết hợp nắm nhẹ da đầu, cho đến hai mang tay là được. Làm như vậy 36 lần, ban đầu nhẹ, sau nặng tay dần. 10 ngón tay vẫn để cong tự nhiên, tay trái tay phải lần lượt đưa qua đỉnh đầu, bắt đầu từ chân tóc ở mang tay, qua đỉnh đầu sang mang tay bên kia, tay nắm nhẹ da đầu, sau đó lấy đường thẳng từ hai mang tay chạy qua đỉnh đầu làm trung tâm, tay trái đưa lên phía trước, tay phải đưa về phía sau, từ từ tách ra, đồng thời nắm nhẹ da đầu, cho đến chân tóc phía trước phía sau thì thôi. Làm như vậy 36 lần.
bắt đầu thì nhẹ tay về sau nặng dần. Lại miết nhẹ bàn tay như cũ, hai lòng bàn tay áp xuống da đầu, bắt đầu từ trán, miết xuống đến hàm dưới, sau đó lại vòng tay ra sau gáy, miết lên đỉnh đầu đến trước trán. Làm như vậy 36 lần, lần đầu hơi mạnh, sau đó nhẹ dần. Cuối cùng dùng lược gỗ có đầy đủ răng, đều và trơn chải tóc, chải nhẹ theo nếp tóc vẫn để theo ý mình. Lưu ý, phương pháp chải tóc như vậy đòi hỏi toàn thân phải thả lỏng, ý niệm tập trung, thở đều, động tác hai tay từ từ mềm mại, không thể vội vàng hấp tấp, lòng rối tơ vò, chân tay lóng ngóng. Nắm và miết nặng hay nhẹ, cần phải đúng liều lượng, bắt đầu làm từ nhẹ đến mạnh, đến khi kết thúc thì đến mạnh, đến nhẹ, động tác hai tay từ từ mềm mại, không thể vội vàng hấp tấp. Nhẹ thì như lông ngỗng chạm đất, nặng thì vừa độ, da thịt không cảm thấy đau là vừa. Kích thích mặt xóa nếp nhăn và làm đẹp. Ông Toàn cho biết y học thẩm mỹ cổ truyền phương Đông có một cách làm đẹp hữu dụng bằng hai bàn tay của chính mình thực hành thao tác xoa bóp, bấm huyệt vùng mặt khiến cho khí huyết được lưu thông, da dễ trở nên nhu nhuận và tươi sáng, giảm bớt các vết nhăn, vết nám. Trình tự thao tác cụ thể như sau. Dùng nước ấm rửa mặt. Chọn tư thế đứng, mặt thư giãn, mím môi đẩy khí sao cho hai má phồng lên, giữ nguyên trạng thái này và hít thở điều hòa bằng mũi trong một phút. Nửa người trên ngã về phía trước sao cho mặt song song với mặt đất, đợi khi khí huyết dồn đầy lên mặt, có cảm giác mặt nặng trĩu xuống thì từ từ đứng thẳng lên, làm trong một phút. Đứng thẳng, lưỡi đảo trong miệng, đồng thời hai bàn tay sát vào nhau cho đến khi nóng rực, nước bọt tăng tiết nhiều trong miệng, nhổ một ít ra lòng bàn tay, sát hai tay vào nhau rồi xoa nhẹ vào những nơi có vết nhăn. Lúc này, tròn môi và miệng phát ra những tiếng i ố thật nhỏ, trong tâm trí tưởng tượng các vết nhăn biến mất, thần thái ung dung, số lần phát âm i ố e bằng số tuổi của mình. Làm lại động tác của bước 1, sau đó trở lại trạng thái bình thường.